한국 관객분들을 처음으로 만나게 되었는데 소감이 어떠신지 궁금합니다. Cô xin nói là cô hôm nay cô gặp được khán giả Hàn Quốc để được qua bộ phim trong đó là nhân vật là cô và chú Lập rồi đám đó trong bộ phim đó. Nhưng mà cô thấy hôm nay là rất là nhiều khán giả đến tham dự cái bộ phim đó. Cô rất là vui mừng và cô rất là cảm ơn những khán giả đó đã nhiệt tình tới xem bộ phim đó, là cô rất là cảm ơn. Và cô cũng nói rằng không ngờ là Bora và những các em đã làm và dựng cái bộ phim này, là cô rất là cảm ơn nhiều. Cô trong cái bộ phim đó là cô thấy cũng rất là đầy đủ. Thì chú xin thưa con chị có con Hàn Quốc nhưng tuy chú không Thái nhưng mà chú chưa Hàn Quốc lần nào như cô Thanh, nhưng mà chú nghe tiếng nói của có con chú cũng thấy mừng rồi, và quý vị khán giả bên Hàn Quốc cũng đã xem bộ phim này rồi, chú thấy rất là tự hào, thấy là thân mặt là giọng có con với có quý vị khán giả nhiều như là cô Thanh đã nói vừa rồi đó. Nhưng chú trông mong rằng có Hồng bộ phim này sau này hoàn thành được sẽ trực tiếp đem qua Việt Nam này, thấy cái mùa dịch này đem qua Việt Nam đi quay cho khán giả Việt Nam của chú biết cho được rộng rãi ra, và chú cũng rất tự hào về nước Việt Nam của chú cũng có nhiều người đã qua Hàn Quốc được để xem được bộ phim này và để trực tiếp để nói lại những lời tâm sự.두 분이 생각하시는 어떤 이 민간인 학살, 한국군에 의한 민간인 학살에 대한 해결이 어떤 것인지 궁금합니다. Chiến tranh nó gây ra rồi thì cứ để cho nó qua luôn đi, giờ mình nhắc lại chú rất đau buồn không bao giờ quay được, vì có ẩn qua Việt Nam có chúng tôi gây ra chiến tranh để tàn sát đồng bào bà con dân lành đã bị hại, nói chung thì cả nước nói riêng Hòa My Điện Dương của chúng tôi 145 người đã ngã xuống, trong đó nhiều gia đình cháy chát đa thương, nhà tan cửa nát, nhiều gia đình sống lạ cũng không còn một bóng người để nối dõi trong đường, nhiều gia đình còn sót lại cũng bị tàn phế suốt đời như bản thân của chú đây, trừ sống lạ mất đi đôi mắt ánh sáng mình một ngón tay nữa, trong trong cảnh mù lòa tối không thấy đường làm ăn mà để sống như mọi người khác trên thế gian này. Do đó mà hôm nay tôi xin tha mạng để nói lên lời chân thành của tôi đại diện hết tất tất cả bà con ở Lò Hà My Điện Dương để nói lên việc chân thành đến nước Hàn Quốc, chính phủ Hàn Quốc xem xét giúp đỡ an ủi cho những gia đình bị hại, những gia đình còn sống lại để cho bà con họ lo hương khói cho những người đã ngã xuống đến khoảng đời còn lại của họ, đến cuối đời sau này họ có ra đi rồi thì đã thấy khổ tới nữa. Do đó mà tôi xin nước Hàn Quốc, chính phủ Hàn Quốc xem xét là nếu có được cũng tốt, không được cũng tốt. Tôi xin chờ đợi từ nay trở lên câu trả lời cho tôi biết để tôi nói là với bà con gia đình bị hại lòng hờ mi của chúng tôi. Giờ tôi xin hết, chú xin nói thật các anh chị em Hàn Quốc lớp mẹ của các con muốn lại trước đây á, thì chú hồi năm 1968 chú mới là 15 tuổi, nhưng mà gia đình của chú mấy đêm của chú đã toàn sốc trong cái vụ ở Lò Hà My á, từ tiếng niệm trời đó có con biết rồi, mẹ chú thì trời cũng đã qua đời rồi, là tất cả là hơi đứa em với mẹ nó là ba người còn một mình chú đây. Nhưng mà chú cũng nghĩ trước đây thì không biết rồi, mà chờ chú lớn lên chú sẽ hiểu tại sao mà nước Việt Nam của chú gây ra chiến tranh như vậy. Thì đây là do chiến tranh nước Tổ quá gây ra, mà có ổng qua Việt Nam của chú xâm chiếm
đánh đập giết hại dân lành, mà nói chung cả nước như vậy, mà nói riêng thì có cái lò họ mây cũng giống như kiểu mà của Thanh ở Thu Nhị đây đây. Mà tại sao như vậy, mà chú nghĩ nào đêm suy nghĩ không ra cái chỗ đó mà để cướp đi nhiều gia đình, cướp đi sinh mạng, không còn để một người để nấu dỗ trong đường. Là như gia đình của chú đây chờ cầu có một mình chú, mà chú là đã không đã cướp đi đâu mát luôn của chú, mù lòa tâm tối chứ không thấy đường đâu mát để sống, nhưng mọi người khóc đi thế gian này. Do đó mà chú nằm đêm chú suy nghĩ không nguôi được cơ mà, còn nghĩ là còn đa buồn thương nhớ mẹ gia đình của chú rồi nông nổi như thế này. Trời còn mình chú đây đây tựa vào đâu mà chú sống thì son sẻ cùng chỉ có một mình tôi thủi đây đây, vô đó một mình thử hủa có con mới lớn lên đây. Để chú có con cũng như con của chú thôi, này, chưa biết cái gì cả. Bữa trước đây cũng vì chiến tranh mà gây ra, mà ông nội có con, cho có con quay xâm chiếm một chiếc hệ này bà con của lòng họ mi của chú. Cái này chị nó chú nó nè, nó thật với thương với có con á, tại ngầu người nhà cô Thanh đây, lần này chắc là lần sau cùng nghe chú không nuối nữa đó. Là chờ á, bởi chú nuối thì vừa rầu con nã nè, yêu cầu tờ số chính phủ Hồng Quốc, nước Hồng Quốc xem xét là cho cả nước Việt Nam của chú, không phải là nuối riêng về họ mi Đường Dương của chú đâu nghe, nuối chung cả nước nằm bất tỉnh để an ủi cho những người đã ngã xuống, giúp đỡ an ủi cho những người còn sống là những gia đình bị hại, cho họ thắp nhon cho những gia đình còn lại đi phỏng cuối đời của họ, sau này họ có ra đi rồi thì thôi đã hết không tới nữa, yêu cầu như vậy. Chú yêu cầu như vậy nghe, nhưng mà con trực tiếp nuốt nước Hồng Quốc, chính phủ Hồng Quốc đó, cho chú không chú nhấn mạnh như vậy. Cho nên nếu có được cũng tốt, có được cũng tốt, chú chờ đợi câu trả lời của chính phủ Hồng Quốc, nước Hồng Quốc, để cho chú nói là với bà con bị hại lòng hàm ý Đình Dương và tất cả các tỉnh khác. 정말 감히 짐작할 수도 없을 만큼 힘든 일인 것 같아요. 그럼에도 불구하고 포기하지 않고 용기 내어서 대면하고 이야기하고 또 해결하고자 하는 마음은 어디서부터 나오는 것인지, 어떻게 그렇게 힘드신데도 계속해서 이야기하는 일을, 증언하는 일을 하고 계시는지 묻고 싶습니다. Thật sự mà nói là tôi thì lúc trước là tôi là đến bây giờ là tôi thấy tôi qua bên Hàn Quốc là gì, là tôi thấy tôi là đỡ được nhiều rồi. Cái lúc đầu là nói thiệt á, có trong cái đầu óc tôi cứ suy nghĩ, cứ nghĩ mắc mót đủ thứ hết, gia đình này nọ, tôi sống rất là khổ sở cực. Mà cái lúc mà tôi được mời qua Hàn Quốc á, thì không biết cái động cơ nào, nhiều lúc tôi nghĩ là những cái vong linh đó, vong linh gia đình tôi và vong linh 74 người đã nằm xuống để giúp đỡ ủng hộ tôi để đi qua, để nói lên tiếng nói, để nói ra sự thật này. Chứ thật sự anh tôi nói là tôi đi là anh tôi là không cho đi rồi. Tại sao cái nước Hàn Quốc ghê gớm, giết hết cả dân làng, từ người già đến con nít cũng không tha, mà tại sao em còn đi qua đó để cho họ giết luôn hay sao? Thì là ông anh tôi nói như vậy. 베트남에서 같이 기억의 전쟁을 상영하고 같이 봤었는데 그 영화 보시고 나서 어떠셨어요? Bữa nay nói với công là cô ra là bữa hôm là nhà cậy cơm của năm sáu tốn của những người trong gia đình cô, ba mẹ và các chị em, thì đến nay thì cô đau cổng hò nạn lắm, nhưng mà cô cũng nghe là ngày đi để ấy là cô cũng ráng uống thuốc vô đây để bữa nay đừng cô cũng vẫn ngồi để cô nói chuyện với các con. Cô cũng mong rằng cái bộ phim đó cô ra đi nha, sao mà để chiếu được ở bên Việt Nam của cô, để chiếu rộng rỡ để cho mọi người biết được cái ức về chiến tranh này. 저와 같은 대학생을 비롯해 한국의 젊은 사람들이 베트남 전쟁의 역사를 어떻게 기억하면 좋을지, 그리고 어떻게 기억하면 기억하길 바라시는지 말씀해 주시겠어요? như theo chú thì trước đã qua rồi, giờ cũng già yếu lớn rồi, kẻ đi rồi người còn cũng già yếu rồi, còn lớp trẻ này mới lớn lên cũng đón con của chú, cháu của chú thôi, nên cũng chưa biết cái gì,
Cho nên chú mong rằng á, từ đó trở lại nước Hồng Quốc cũng như nước Việt Nam của chú không còn gây ra chiến tranh này nữa, à, để độc lập tự do cho con cháu sau này làm ăn, à, coi như ổn định, à, coi như bởi cô ca ông bà nó dân già nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh cũng như Việt Nam của chú đó, không muốn để chiến tranh nó gây ra nữa, à, toàn phá những chiếc chết chát những giờ Việt Nam mình của chú đây. Nên chú mong rằng như vậy, có con hãy còn ngà, còn hạ, còn hiểu. Và cho sắp sau này cũng có con để nấu gì dỗ trong đời cho thế hệ xa này, cho giúp nước nhà và cho gia đình và xã hội. Chỉ có thế thôi. Thưa cô, thì có bộ phim này là cô thấy là để cho những lớp trẻ cô à, và để cho nó biết được cái lịch sử chiến tranh và ký ức chiến tranh này để cho sau này hơi bay không còn lặp lại như cái lúc trước nữa, à, và sẽ là hơi nước nếu mà cô mong rằng chính phủ Hàn Quốc phải thừa nhận việc này đi để rồi hơi bay mình coi nhau như là một nhà, chứ đừng để mà hơi bay là coi nhau như kẻ thù thì không được nữa. Là cô mong rằng lớp trẻ sau này sẽ theo như vậy, làm theo như vậy.